mua được mấy cái ốc nè. Về mình làm món bún ốc nha cả nhà. Giờ mình rửa rồi đưa đi luộc. Rồi, chào tất cả các bạn ha. Hiện tại là như các bạn đang thấy là đây là ốc bu đen nha các bạn. Bây giờ hôm nay bà xã mình sẽ làm cái món bún ốc. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình. Mình bỏ vô nồi bún ốc nha cả nhà. Có cà chua, đậu hũ, chả cá với lại thịt bằm. Bằm này ngồi mình trộn với ốc bằm nha cả nhà. Xong mình đem mình chiên. Này là giá. Này là nồi nước dùng nha cả nhà. Xương. Mời ông nội bà nội. Nó lớn lên mới gõ nó nhỏ xíu không nghe. Ôi, cha mẹ, chị hai, ăn bún. Cái gì? Mời nãy ăn, mời nãy ăn.
Rồi nó lại từ từ. Nó đào quá. Rồi ông nội, bà nội trước. Con này bà nội ăn, con này ăn nãy. Rồi ông nội, bà nội ăn bún. Rồi ông nội, bà nội ăn bún. Rồi, hiện tại món bún ốc của bà xã mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món bún ốc này cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mời tất cả các bạn. Đây. Món bún ốc. Ốc không thấy là thấy thấy giò heo. Thấy giò heo. Bằng mỡ nhá. Cái này nó còn nhớt thì con nhai ăn thôi. Con nhai ăn không nè, sao rửa sát muối nữa. Rửa tới quý luôn. Con quất như vậy nó mới ra nhé. Nó buông rồi ha. Nó nhớt vậy. Em chờ mà. Con nhai nước ốc bị sợ. À, nãy cho con không được dùng đổ vậy? Con nhỏ. Con gắp được không? Không được. Không. Dừng lại nội dung video nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.